Xin chào anh em, cảm ơn em đã quay lại Di Động Vũ Phúc nha. Tiếp tục lấy băng máy anh em. Quy định mua máy bên mình là số điện thoại để xin nhắc trước cho anh em luôn là 0355 356 356 nha anh em. Có trên cái bảng nhỏ nha, anh em cứ gọi thẳng số điện thoại của mình để hàng. Quy định mua máy thì cặp trước cái cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua và cặp cái thế từ 50.000 cho tới 100. Nhắn cho mình thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Cái tiền cọc thì anh em mới trừ vào tiền máy lúc nhận hàng, và tất cả các máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc hết, nên anh em tính nào muốn mua được nha. Bao test cho anh em 1 tuần, nếu lỗi là đổi, không có lên tăng nha. Bảo hành thì 1 tháng cho anh em. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con Rehirim anh em. Rehirim, vỏ rim nó hơi trầy xước này, nó trầy xước nha. Kính thì đẹp keo mà không có xước sát gì hết. Máy xài ổn định ha. Màn hình nem in RAM 1.5GB, bộ nhớ 8. Đó. Pin thì 2006 nha, bán cái dòng này. Nói chung là xài chữa cháy thôi, với lại anh em lao động ha, xài thì nó tiện. Máy thì ngoại hình cũng còn được, không phải quá xấu. Cái lưng nó xước xước thôi, cái vỏ sau thôi. Còn sườn kính rồi thì ok nha. Đó. Rehirim, con này để anh em giá 690.000 thôi. 690k kèm sạc dán cường lực kính cho anh em luôn. Mình có một con Realme 3, con này vỏ xeo thay mới, nắp xeo thay như mấy bóc hộp luôn. Còn màn thì riêng nha, màn riêng kính đẹp. Realme 3, RAM 3, bộ nhớ 32. Màn hình 6.22, pin 4230. Vỏ đẹp nha anh em, vỏ mới thay như mới luôn, không hề có vết xước nào hết ha. Pin thì 4230, máy keng luôn như bóc hộp. Anh em tự hiểu ha, kính thì dán cái lực mình lột hết rồi. Mới kia sao bên luôn, mình thay cái nắp sau mới cho dễ bán. Nắp này thực sự lột ra cái thay lại thôi, nó mới như vậy nên dễ xài hơn. Chứ men thì men vỏ men màng riêng hết ha. Chức năng xài khỏi phải chê, máy quá đẹp luôn. Anh em nào cần thì liên hệ nha. Wi-Fi các kiểu. RAM 3 32. Rồi ok, con này để đem giá 2 triệu tròn, 2 triệu tròn nha, mới như mới nha. Máy như mới. Một em iPhone 7 lút màu đỏ. 7 lút màu đỏ. Con này là vỏ thay này. Vỏ thay mới cho anh em này. Kính camera sau ra thì xước xước nhẹ nhẹ, nhưng mà chụp hình không ảnh hưởng hết ha. Đẹp. Màu đã giác cơ lực cho anh em. LL máy Mỹ 128GB cho anh em. Đã là anh em nào chuộng dung lượng lớn nha thì con này ha. 128GB. 7 lút 128. Wi-Fi chức năng ok, pin đã thay mới 100%, máy không vân tay nha, máy không vân tay, pin 100%, đó chức năng ok hết, camera thì còn xài rất là đẹp, đó, máy màn ring nha, con này màn ring, có thay mới cho anh em rồi. Cái kính camera đây mình coi coi, xước nhẹ nhẹ không ảnh hưởng hết anh em. Đây mít nhẹ luôn này, ngày này có mít nhẹ này, không ảnh hưởng hết. Đó, ok nha, màu đỏ còn đẹp keo luôn, mới thay. Bảy lút 128GB không vân. Hôm nay để em giá 4.3 triệu nha, 4.2 triệu thôi, 4.2 triệu bán nhanh luôn, kèm sạc giá lực cho anh em luôn. 4.2 triệu 128GB. Anh em nào cần liên hệ. Samsung A9 màu hồng phấn anh em. Kính camera một vết sẹo đây, nứt nhẹ này. Kính camera mình kính đã anh em thôi. Đó, nứt nhẹ ra ha. Mà nứt rất là hay nha. Không có đụng tới 4 cái camera nên là không ảnh hưởng hết. Vỏ sau đẹp. Nói chung là máy mình sẽ quay kỹ cho anh em để anh em khỏi lăn tăn, gửi tới rồi đổi lên đổi lại ha. Có những vết xước ở trên sườn. Đấy. Quay rất kỹ càng cho anh em. Sim thì anh em bỏ đây, 2 sim. Màn kính thì đặc biệt đẹp keng, sao ben 99 luôn. Màn kính thì đặc biệt đẹp. Đó. Samsung A9. Chức năng ok nha. Chức năng ok cho anh em luôn. RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh em. Con này RAM 6GB, bộ nhớ 128GB.
màn hình 6 inch 3, pin 3000. Rồi, bát cho anh em giá 3.4 triệu. Để anh em giá 3.4 triệu, kèm sạc mình sẽ dán kính cường lực cho anh em luôn. 3.4 thôi nè, quá bèo. A6 cộng bán hàng. Máy đẹp 98/99. Lưng sau màu xanh la xanh nhạt nhạt đẹp keng này. Bán hàng thì xem một sim nha anh em. Đó, sườn xước anh em ha. Quá là chuẩn nha. Kính đẹp 99 nha, không vết xước. Kính đẹp 99 không vết xước luôn. Màn hình 6 inch. Màn hình 6 inch, RAM 432. Pin 3500. Đó, máy cực đẹp. 99% luôn. Bán hàng xài một sim. Chức năng thì khỏi phải bàn rồi. Ok hết. Đây là xịt riêng. Đó là A6 cộng đó đem. Con này để anh em giá 2.6 triệu. 2.6 triệu kèm sạc cường lực nha. Một con Samsung Tip Rebate Loot. Con này thay vỏ mới rồi. Thay vỏ như đẹp như mới rồi. Đấy. Một gôn. Vỏ mới keng nha. Màn ring. Con này vàng ring. Ngay đây có một vết xước. Ngay đây có một vết xước. À, không đáng kể hết ha. Còn rất đẹp. Kính xung quanh là đẹp keng. 99 luôn. Màn hình 5.5 inch. RAM 432. Pin 3000. Rebate Loot. Đặc biệt là màn ring. Chức năng thì còn quá ok. Chụp hình chụp bóng rất là đẹp nha. Máy đẹp 99 luôn. Thì tự mới thay vỏ nên là nó keng xà beng luôn. Cái vỏ sau nó xấu quá nè, nên mình thay mới anh em xài dễ. Nhưng mà được cái máy riêng nguyên nên là không ảnh hưởng hết tới chức năng máy nha. Đó, chức năng máy thì anh em khỏi phải lo. Tự nó không ảnh hưởng hết. G7 cộng ha. Ok, RAM 432. Con này để anh em giá 1.9 triệu nha. Màn riêng. Giá 1.9 triệu đẹp như mới. iPad E2 đẹp 99%. Anh em nào cần thì hú nha. iPad E2 này đẹp 99%. Kính đại giá cường lực rồi. Không hề có xước sắc gì hết. Mở nguồn thử coi còn bên không. Rồi còn đó. Trái táo nha nè. iPad E2 này có cái bao da kèm cho anh em luôn. Máy đẹp keng sao beng 99. Không hề có bực sự một xương vết xước nào luôn. Đại giá cường lực, kính cường lực cho anh em luôn rồi. Kèm bao da luôn. iPad E2 coi thứ bao nhiêu ghi. Xài sim đồ bình thường hết nha anh em. Đây là bản 4G. Xài sim thoải mái. 64GB nha anh em. 64GB. Mọi chức năng full. Máy riêng nguyên 99. Để anh em giá 6.4 triệu. 6.4 triệu nha. Kèm sạc cho anh em luôn. Bao da cường lực đầy đủ hết rồi. 64. F1 Bluetooth Oppo. Con này vỏ sale thay mới rồi. Thay rồi. Nhưng cũng có xước xước. Tự thay người ta cũng có xài qua. Chứ phải mới thay rồi bán liền. RAM 464. Con này RAM 464. Màn hình là 5.5 inch, pin 2008. Đó, máy thì ngoại hình còn rất là ok. Wi-Fi ok nha, căng đét. F1 Bluetooth RAM 464. Rồi, ra đi nhanh cho anh em luôn. Rồi, RAM 464 rồi. F1 Bluetooth để anh em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu kèm sạc cường lực luôn. A6 cộng bán Việt Nam, bán VN. Vỏ sau còn keng sạc beng luôn, đẹp 98/99. Màn hình 6 inch nha anh em. RAM 432. Pin 3.5. Kính 99 luôn. Con này quá đẹp rồi. Con này không phải bao rồi. Mở cập nhật phần mềm xong. Giờ bỏ sim cho xài anh em. Này bán VN 2 sim. Anh em nào thích thì lấy nha. À 6 cộng. Ok. Con này để anh em giá 2.650. 2.650 đẹp keng xài beng luôn. Realme C3 màu xanh đậm nha anh em. Kính camera đẹp. Kính mình coi coi. Kính có xước không? Không xước anh em, kính 98/99 luôn. Kính không vượt xước. Con này màn hình 6.5 inch nha. RAM 332. Pin 5000. Đó, máy keng xà beng luôn. Nên mình bị cảm á anh em, nói nó hơi nghẹt nghẹt tí anh em thông cảm nha. Nó hơi nghẹt nghẹt tí. Đeo mấy ngày này mà lâu bớt quá. Realme C3 RAM 332. Bộ vi sinh lý G70 Android 10.
Đó, chính này thì ok, máy riêng nguyên. Nói chung con này đẹp tầm 97-98. Realme C3 để anh em giá 1.9 triệu nha. Con này 1.9 triệu anh em. Mới keng luôn. Realme 5 RAM 3 bộ nhớ 64. Con này 64 GB. Máy riêng nguyên, đẹp tầm 97 thôi. Con này lưng sau cũng có xuất sắc này. Kính đại giác cường lực đẹp như mới. Kính này miếng cường lực mình dán rồi nha, như mới luôn nha. Realme 5. Chức năng full. Còn bên ngon. Màn hình 6.5 inch nha, RAM 3 64, pin 5000. Đó, con này pin cực trâu bò. Máy bao anh em riêng nguyên, xài chỉ việc bỏ sim xài không có suy nghĩ. Giá 2.3 triệu. 2.3 triệu nha anh em. Tiếp theo là một con A6 bản hàng. A6 còn không bản hàng, màn hình 5.6 inch, RAM 332, pin 3000. Con này thì ngoại hình cái xương nó có xước xước này. Đó, xương xước xước bóp nhẹ. Từ xương nó nhôm anh em. Đó. Còn lưng kính rồi thì quá đẹp nha. Lưng kính thì quá phải chê. Kính này đại giác cường lực rồi. Chức năng full nha. Mở cập nhật phần mềm luôn. Rồi, còn A6 00 này bây giờ em giá 1830. 1830 máy riêng nguyên. Ok nha. Vivo S1 máy riêng. Vỏ sau thì có xuất sắc này. À, như clip mình quay nha. Có xuất sắc nha. Con này RAM 6 nhớ 128 luôn. Màn hình 6.38. Pin thì 4.5 triệu. Lưng sườn thì có xuất sắc nhẹ nhẹ. Kính thì đẹp 99 luôn. Kính thì quan trọng cái kính thì quá ok. Anh em về kiếm vô ốp lưng màu đen bỏ vô hoặc màu xanh bỏ vô nữa thì máy bao đẹp. Thực sự RAM 6 của nhớ 128 GB. Xài quá sướng luôn. Vivo S1 đời mới. RAM rước rồi này, RAM 6 128 GB thì anh em xài bao nhiêu sao đời. Quá chuẩn luôn. 1907 này. Ok, con này để anh em giá 3 triệu tròn. 3 triệu tròn, kèm sạc và mình sẽ dán kính cho anh em luôn. Ok nha. Rồi clip sáng nay xin tạm dừng tại đây. Chúc anh em sức khỏe thành công, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ của mình. Anh em ưng cái máy nào thì alo cho mình nha. Số điện thoại đặt hàng thì 0355 356 356 có trên cái bảng rồi. Quá tiện lợi. Rồi chào anh em nha.